khác để em chuẩn bị cho ba lời khuyên cho em nhớ lại nhé. Em ngắt máy để chuẩn bị cho ba lời khuyên cho em không nhớ này. Bây giờ chúng ta chuẩn bị ba lời khuyên. Hean san dan, hean yong dan và hean vô dan. Bài quyền đầu tiên, hean san dan. Tiếp bài. San dan. Chuẩn bị. Bắt đầu. Chậm thì người ta không cần phải nhìn này. Bài quyền tiếp theo giữa khi thi lên đài thì giữa hai bài quyền người ta sẽ cho mình nghỉ 30 giây đến 1 phút hoặc là 2 phút cho người ta cho nghỉ ít thôi. Lý do là gì để rèn luyện thể lực cho mình luôn. Bài quyền tiếp theo. Hean yong dan. Hean yong dan. Yong dan. Ok, ion là ion đó. Ion, ion. Ion đó. Chuẩn bị từ từ khi nào bắt đầu mới làm, không phải vội vì nó đúng theo chương trình thi nó thế. Bắt đầu. Thi như vậy có nghĩa là lỗ rồi. Nhưng nếu mà để chúng ta giành các cái giải như trong vàng, như trong bạc hay như trong đồng ở các giải thi đấu cấp tỉnh hay là cấp quốc gia hay lớn hơn nữa là quốc tế chẳng hạn, thì người ta rèn luyện một cách kinh khủng. Ngày nào cũng tập như đội tuyển, ngày nào người ta cũng tập. Tập từng kỹ thuật một, tập đi tập lại. Ngay chỉ riêng cái tấn gen thôi, người ta đã bắt mình phải di chuyển tới, di chuyển lùi, tập đi tập lại chứ không phải là và tập sơ sơ thi đỗ hôm nay mà có thể rèn được giải đấy. Thi hôm nay thì không khó nhưng để giành một huy chương thì rất là khó. Anh Hải không có đi lại nhé, anh có thể đứng nghỉ một tí được nhưng anh không đi lại được. Chúng ta đang hình dung nếu trong một cuộc thi hôm nay thực sự thì người ta sẽ cho mình nghỉ như thế một tí, vẫn đứng trong hàng nguyên như thế mình nghỉ một tí, sau đó người ta sẽ cho mình đi tiếp. Bây giờ tiếp tục bài quyền thứ ba, Hean Vô Đăng. Hean Vô Đăng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đó. Thank you.
Đó, nói chung để mà chúng ta có thể thi đỗ được ở cái đai xanh Q4 thì chúng ta đi như vậy là đỗ. Nhưng mà để chúng ta tập mà thuyết phục được mọi người thì chúng ta phải tập từ từ, đòn một nó phải phát lực mạnh hơn, đòn nó phải sắc nét, như thế thì mọi người mới thuyết phục được mọi người. Mà nhất là để giành huy chương thì người ta đòi hỏi như vậy. Bây giờ anh Hưng sẽ vào, sẽ không có gì cần nói thêm, anh Hưng sẽ nói hay là có chỗ nào cần chỉnh cái gì thì anh Hưng vào để chỉnh. Ví dụ như chỗ nào anh cần xem lại hay cần lưu ý lại thì sẽ nói để các học sinh người ta lưu ý, hay chỗ nào cần anh Hải ghi lại thì sẽ nói để anh Hải ghi lại. Ở đây thì trong chương trình Thiên Đai Xanh Q4 của chúng ta có hai bài quyền Hean San Dan và Hean Yon Dan, là nó nằm trong chương trình Thiên Đai Xanh Q5 hôm qua chúng ta đã tập rồi, đã hướng dẫn rồi. Chứ hôm nay chỉ có một bài quyền mới trong tập này, đó là bài quyền Hean Go Dan. Thì các bạn lưu ý ở cái bài quyền này, các bộ tấn và cái cách thực hiện các kỹ thuật tôi thực hiện chậm để các bạn lưu ý nhé. Kỹ thuật nhìn là 1 2 3 4, các bạn ý này, tập 1 ở tấn cô su chia kề, và để ý khi thực hiện đòn đỡ này các bạn đừng quên đỡ kiểu này, vai để đỡ khi đòn đỡ. Các bạn chú ý là đòn đỡ chúng ta vẫn cố định tấn, chúng ta không có xoay tấn đó. Thì các bạn để ý ở tấn kim vàng và ô su nhịp lê bạn lê đây là một đấy, bạn đi ở đây là cái nhịp lê bạn để ý vào một hai ngược lại bạn sáng sáng phải tiền đó là tấn cô ra du kỳ hay lên một. Đó, các bạn để ý 1, 2, 3, 4 thì ở nhịp đi nó sẽ là đây, chúng ta sẽ thực hiện nhịp cho các bạn nhé, xem 1 này đấy, 1, 2, 3, 4 bạn để ý nhịp nhé. Tiếp bước 5, nhịp 5 ở đây cái bộ tấn khi bạn thực hiện mắt bắt đầu nhảy. Đó. Thì khi đưa đẩy lại đây bạn đó. Thì các bạn để ý là ở cái đoạn này là khi mắt nó đảo đảo lên nó lớn bạn chú ý đây là cũng sử dụng một tấn ô su. Tiếp theo khi bạn di chuyển lên hai tay bạn kéo về hông đấy, thực hiện đòn chắn xuống hai tay chắn xuống là chắn giống như đòn chắn vào đối phương đá mây chắn ngang rồi đấy. Thì ở đây là phần này, sau khi chúng ta chắn xong ở gối chúng ta thực hiện đòn đỡ kẹp cổ, kẹp lấy cổ đối phương. Ở đây các bạn để ý tôi tập ở cái phần này với anh Hải, các bạn lưu ý nhé. Hay là kẹp cổ mà được kẹp cổ cũng được. Ở đây có trong trường hợp đối phương tấn công đứng sẵn kiến tấn đấy, đối phương kiến lấy đá bay đi nó lên chắn lên, sau người ta dùng nó xoay này bẻ cổ đấy, của đối phương thì chính là đang xoay này, xong kéo về quất ra diện đập đấy, bạn để ý lại nhé, xoay cái tay đó. Thì bạn để ý cái nhịp xoay của bạn xoay được rồi, vào thì chúng ta dừng lại kéo về quất ra diện đập đấy. Thì bạn tập từ đầu để nói nhé, thì nhớ từ đầu để nói cho tôi là ở cái kỹ thuật xoay bạn xoay chậm lại nhìn đây, tôi tập lại cho anh nhìn nhé để bạn lưu ý. 1 2 1 2
đây, cứ quyền như thế này tôi quay lại để bạn chế tiền quán sẵn. Quay lại bạn thực hiện bằng tạm và đồng gạo. Đấy, thủ lên. Cái tay gạt thì chúng ta đưa lên trên và tay thủ thì chúng ta luôn ở dưới. Bằng đào tay ép sát trong vai của mình. Đấy, thì các bạn để ý hiện một là thực hiện đòn tạt chỏ. Cái đấy làm nhanh lại đấy, làm nhanh là đúng nhịp của nó ấy. Nhịp của nó như thế phúc phúc sao các bạn thực hiện này một đấy là chúng ta thực hiện đòn đỡ đây đối phương tập thực hiện này tiền đầu của chúng ta đỡ nắm tay kia đỡ để nó đỡ các hiện đòn đỡ đòn thẳng thẳng mặt đối phương đấy thì chính là cái thực hiện này. Bạn lưu ý nhé, này lên. Tiếp theo chúng ta thực hiện một cái thuật bật. Bạn để ý là khi chúng ta thực hiện thuật bật thì chúng ta đang chân phải lên, xả thấp thẳng cao lên. Đồng thời chân trái chúng ta tạo một độ nhún để chúng ta đưa cơ thể chúng ta lên cao. Đồng thời trên cao hai tay chúng ta đặt về hông để chúng ta chặn xuống. Đây. Đấy. Thì các bạn để ý cho tôi là bước thấp cao gối lên. Cao gối lên thì cái chân sau sẽ đá theo lên. Đá xuống. Bạn thực hiện con này. Sau khi thực hiện đòn chắn sang bạn bước ra đòn chen, đòn đỡ, tự lực. Tôi quay lại để bạn thực hiện nhìn các tiếp theo nhé. Sau khi thực hiện đòn đỡ tiếp lực xong bạn quay lại sửa. Tay này xong. Cái tay dưới này bạn co vào dưới. Để chúng ta thực hiện kỹ thuật tiếp theo. Giật chân với tấn chi bạn. Và để ý ở một tấn này và tay trước tay sau các bạn đừng có để lộn như này. Cũng đừng ra sau quá này. Chúng ta để ý nắm đấm đỉnh đầu và nắm tay nắm đấm tay trước là tạo thành một đường thẳng. Tay vai tạo thành một mặt phẳng. Ăn hút về xoay như thế các bạn đừng có để tay chưa tới này hoặc là đá quá này đấy. Bạn cố gắng để thẳng tiếp tục bước chân phải ra thì nó xỉa khi rút về đi tay đỡ đằng sau của chúng ta giữ nguyên nghiêm chào. Đó là cái bài quyền số 3, thứ 3 là bài quyền em vô đang trong cái chương trình hiện tại này. Các bạn lưu ý là bài quyền này là bài quyền mới thì mặt tập theo nhịp nó là như vậy. Hôm qua nói cái bài quyền là em vô đang chứ nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho chương trình đối luyện. Chương trình đối luyện của chúng ta gồm có 15 kỹ thuật. Kỹ thuật hít bông kumite. 5 kỹ thuật Jodan, 5 kỹ thuật Chudan và 5 kỹ thuật. Chuyển sang